Bravo. Trước khi làm nghề, tôi đã đi tìm hiểu rất là nhiều công ty. Nhưng mà có một cái điều là tôi cũng không hiểu tại sao tôi có duyên hay là cái điều may mắn mà tôi gặp được anh Dũng. Anh Dũng ở bên công ty Dũng Cát Yến. Anh rất là thật lòng. Tôi chỉ cần gặp anh đúng một lần thôi mà tôi đã tin tưởng vào anh ấy. Có một cái điều kỳ lạ luôn là tin tưởng vào anh, nhìn con người và cái cách ăn nói của anh là mình hiểu được con người ta đoàn. Nhưng mà tôi tìm hiểu rất là nhiều công ty rồi, nhưng mà đến bây giờ tôi đúc kết lại thì có lẽ là ở miền Nam này thì anh đó là vẫn là số 1. Trong lòng tôi anh vẫn là số 1 là về cái cách mà và về kỹ thuật. Thứ hai nữa là về những cái tình cảm của anh đối với những khách hàng mà người ta bị chẩn chim, nhưng mà anh nhiệt tình làm đủ mọi cách để cho mình yên tâm, người ta không có buông mình, không có bỏ mình những cái kỹ thuật khác đâu. Cho nên là nếu như các bạn mà muốn khởi nghiệp thì các bạn cứ liên hệ, tôi sẽ dắt đến tận chỗ mà tôi cũng chỉ là khách hàng thôi, chứ tôi không nói không phải là công ty của tôi, nhưng tôi không phải là muốn nói hay về anh đó, nhưng mà đó là thật sự một người khách hàng đến hôm nay là nhận xét về những cái kỹ thuật của người ta vừa tốt vừa bền vừa tận tâm. Ok, vậy bây giờ là cái